Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ sáu ngày 15 tháng 9 với những nội dung đáng chú ý sau. Thị xã Ninh Hòa, nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách sản xuất kinh doanh vươn lên trong cuộc sống. Nâng cao nhận thức khám sức khỏe tiền hôn nhân, kiến thức cần thiết để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hội nghị đã công bố quyết định của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về bổ nhiệm ông Trần Nam Bình, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 9. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh điều động, luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ có điều kiện môi trường rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, phát triển nhanh và toàn diện hơn. Thực hiện chủ trương này, những năm gần đây, tỉnh đã và đang thực hiện rất tập trung, rõ nét. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo quản lý, ông Trần Nam Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường, tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày tốt hơn. Đồng thời mong muốn tập thể văn phòng hỗ trợ giúp đỡ để Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Nam Bình khẳng định trên cương vị mới sẽ cố gắng tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và tăng cường sự đoàn kết, góp phần cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiều nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh Khánh Hòa tinh gọn mạnh. Tham dự lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh Khánh Hòa là chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, theo tinh thần của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, gắn với sắp xếp bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, đảm bảo đúng năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ, nhất là ở đơn vị được sáp nhập, hợp nhất, đồng thời tạo điều kiện để tập trung nguồn lực tăng cường cho công an cấp cơ sở, hiện thực hóa mục tiêu kiện toàn bộ máy ở cấp xã thị trấn đến năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng để mỗi cán bộ chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an các địa phương quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách đầy đủ kịp thời cho cán bộ chiến sĩ, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại tại địa phương. Sáng nay, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của Trường Đại học Thái Bình Dương. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Thái Bình Dương đón hơn 500 tân sinh viên theo học ở 13 ngành, nâng tổng số 2.000 sinh viên toàn trường. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo nhà trường gửi lời chúc mừng đến tân sinh viên khóa 2023, bày tỏ tin tưởng các sinh viên sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới, không ngừng nỗ lực, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng làm nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Thái Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học, phòng thực hành, thực hiện giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên được thực tập có chất lượng. Tại lễ khai giảng, nhà trường và tập đoàn Sovico, đối tác chiến lược của trường, đã khen thưởng 3 tân sinh viên có kết quả tuyển sinh đầu vào cao năm 2023, kèm một học bổng trị giá 100% giá trị học phí toàn khóa học và 2 suất học bổng trị giá 50% học phí toàn khóa học.
Ngoài ra, nhà trường nhận được 14 suất học bổng trị giá 28 triệu đồng từ các doanh nghiệp đối tác dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, năng nổ, tham gia nhiều hoạt động. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh để sinh viên chinh phục ước mơ, tự tin phát triển bản thân. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức họp thường kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, 9 tháng năm nay, hoạt động sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 1.400 tỷ đồng, đạt 73% dự toán và bằng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 6,52%, doanh thu du lịch đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,25%. Tại cuộc họp, các phòng ban đơn vị đã báo cáo tình hình hoạt động và nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, trong những tháng cuối năm, các cơ quan đơn vị đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, thu ngân sách, thu nợ động, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Công tác quy hoạch phân khu và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, một số khu vực để phục vụ các dự án đầu tư công của tỉnh, thành phố, tăng cường triển khai thực hiện nghị quyết 18 của thành ủy, tiếp tục cải cách hành chính, đẩy nhanh thực hiện đề án 06, tăng tỷ lệ kích hoạt VNEAD mức 2, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo vệ sinh môi trường, v.v. Chuyển sang những tin tức khác. Dự kiến tháng 10 tới, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ tiến hành đánh giá lần thứ tư về thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Việt Nam. Đây là cuộc kiểm tra quyết định thủy sản Việt Nam có gỡ được thẻ vàng sau 6 năm bị cảnh báo. Trường hợp bị áp thẻ đỏ, thiệt hại sẽ rất nặng nề. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thẻ vàng IUU của EC đã khiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này sụt giảm liên tục từ năm 2017 đến nay. Nếu bị áp thẻ đỏ, thiệt hại xuất khẩu riêng sang EU có thể lên tới 518 triệu đô la Mỹ. Về lâu dài, nếu thẻ đỏ kéo dài từ 2 đến 3 năm, toàn bộ ngành sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể, ngành khai thác và chế biến hải sản khai thác sẽ giảm ít nhất 30% so với công suất hiện tại, dẫn đến giảm giá trị xuất khẩu, ảnh hưởng việc làm và việc xóa đói giảm nghèo. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay đến tháng 10, trước khi đoàn thanh tra của EC sang kiểm tra về IUU, 28 tỉnh thành có biển cần có số liệu cụ thể của từng tỉnh về việc lắp đặt hay ngắt kết nối thiết bị VMS, từ đó có những biện pháp mạnh tay để xử lý vi phạm. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, nghiêm cấm các hành vi hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu, đặc biệt chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhằm hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn để duy trì và mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Sáng nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm đã tổ chức phát vay tại xã Cam Hiệp Bắc. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm đã phát vay cho 13 hộ với doanh số cho vay 290 triệu đồng. Đối tượng vay vốn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn phát vay gồm nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách trên địa bàn xã Cam Hiệp Bắc là trên 23 tỷ đồng với 13 tổ vay vốn cho 516 hộ vay. Chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn trên địa bàn xã hoạt động ổn định, không có nợ quá hạn. Ngoài phát vay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm đã thu hồi nợ của 8 hộ đến hàng với số tiền 113,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa trong những tháng đầu năm 2023 là tương đối khó khăn. Điều này tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân vùng khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đã phát huy vai trò hiệu quả, giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chính sách nâng mức vay cho đối tượng chính sách đã kích thích người dân tiếp cận đầu tư vào sản xuất. Trước đây, gia đình anh Phạm Thành Phương ở xã Ninh Tây thuộc diện hộ nghèo. Song nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cuộc sống của gia đình đã dần ổn định. Tuy nhiên, với việc sở hữu diện tích đất đai khá nhiều, gia đình anh Phương mong muốn phát triển mô hình kinh tế mới để nâng cao thu nhập. Sau khi nghe tin chính phủ ban hành quyết định nâng mức vay tối đa 100 triệu đồng đối với hộ gia đình ở vùng khó khăn để sản xuất kinh doanh, anh Phương nhanh chóng tiếp cận và được bổ sung thêm vốn để đầu tư chăn nuôi, trồng thêm diện tích cây keo. Vay với mức là 100 triệu đó giờ coi như mình
chăn nuôi bò, trồng keo, rồi nói chung nhờ bên ngân hàng để biết cho mình, nói chung tạo điều kiện cho mình vay, chung làm thì nó cũng ổn. Nói chung lãi suất bên ngân hàng chính sách thì nói chung trong các ngân hàng thì nó rỉ nhất rồi, là tạo điều kiện cho người dân mình làm ăn rất tốt, chứ không lãi không cao tính ra so với các mặt ngân hàng là nó thấp nhất rồi. Thực hiện chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ninh Hòa đã giải ngân cho 115 lượt khách hàng với doanh số cho vay là 4,8 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 740 tỷ đồng, tăng 50,3 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,29%. Thông qua các chương trình tín dụng đã giúp cho hơn 29.700 khách hàng có điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, góp phần hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng, tín dụng đen, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, sử dụng vốn có hiệu quả, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện tại trên địa bàn thì cái nguồn vốn này đang được phát huy rất tốt. Các hộ thì đã đang nuôi bò thì bò sinh sản, tổng đàn thì mỗi nhà đã tăng lên rất là nhiều rồi. Hiện tại thì bà con cũng đang có nhu cầu là muốn vay thêm để mà trồng keo, đang đến mùa mưa để trồng keo, chăn nuôi thêm bò. Họ bây giờ họ nhận thức rất tốt rồi, từ cái việc vay trả lãi rất là đúng hạn. Vốn vay tín dụng chính sách đã khẳng định vai trò quan trọng là bệ đỡ cho người nghèo, yếu thế trong xã hội vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, với chi phí đầu tư ngày một tăng, đòi hỏi chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương quan tâm bổ sung nguồn vốn cho đối tượng hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, bổ sung đối tượng vay vốn tín dụng chính sách đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Phòng giao dịch đã báo cáo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và phối hợp các ban ngành, chính quyền địa phương và các xã phường để tuyên truyền nâng mức cho vay theo quy định của chính phủ. Công tác kiểm soát thì ngay từ đầu năm thì phòng giao dịch đã tham mưu ủy ban nhân dân thị xã ban hành cái văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn thị xã Ninh Hòa, trong đó là phối hợp với các cấp ban ngành, mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương, các xã phường, hội đoàn thể thôn để thường xuyên kiểm tra giám sát mục đích vay vốn. Bên cạnh việc tăng cường giải ngân các khoản vay cho đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, củng cố và nâng cao chất lượng vốn ủy thác của tổ chức hội cấp xã. Đôn đốc hội, đoàn thể cấp xã thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch xây dựng hàng năm, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn để vốn vay được phát huy hiệu quả cao nhất. Chiều nay tại thành phố Nha Trang, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2 năm 2023, cụm thi cơ sở số 9 do Đảng bộ Sở Tài chính, trưởng cụm đăng cai tổ chức. Đến dự hội thi có bà Phạm Thị Khánh Hương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Cụm thi số 9 với sự tham gia của 9 thí sinh đến từ 5 đảng bộ, chi bộ, gồm Đảng bộ Sở Tài chính, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Đảng bộ Sở Công thương, chi bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh, chi bộ Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong. Các thí sinh tham gia 2 phần thi, trắc nghiệm và xử lý tình huống. Năm nay, các thí sinh dự thi có sự đầu tư nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm của người đảng viên đối với nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ, am hiểu về nghiệp vụ công tác đảng, nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn, là dịp để các đơn vị trong cụm thi cơ sở số 9 trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi về thực tiễn công tác xây dựng đảng. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Giải nhất trao cho thí sinh Lê Thị Bích Thủy đến từ Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 2 giải nhì trao cho thí sinh đến từ Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và Đảng bộ Sở Tài chính. 3 giải ba thuộc về thí sinh Đảng bộ Sở Tài chính và chi bộ Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong. Chiều nay, Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề spa, xoa bóp, phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn thành phố năm 2023. Tham dự có hơn 200 chủ cơ sở, đại diện pháp lý của các cơ sở spa, xoa bóp, phẫu thuật thẩm mỹ đang hoạt động trên địa bàn. Tôi nghĩ đại diện các cơ sở được nghe báo cáo viên, đại diện Công an thành phố Nha Trang thông tin tuyên truyền một số quy định liên quan đến điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành nghề spa, xoa bóp, phẫu thuật thẩm mỹ, quy định quản lý của nhà nước liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Bên cạnh đó, phổ biến quy định về luật phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh, thông tin về tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố, vụ cháy điển hình trên địa bàn thành phố, các nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và biện pháp phòng chống, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Thông qua hội nghị, giúp chủ cơ sở kinh doanh nâng cao nhận thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thực hiện chương trình mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, sáng nay, Hội chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh tổ chức trao quà cho các địa chỉ nhân đạo là đối tượng nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Vạn Ninh cần được hỗ trợ. Các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã trao quà cho 21 địa chỉ nhân đạo, gồm 16 địa chỉ nhân đạo hỗ trợ hàng tháng, mỗi địa chỉ hỗ trợ 1,8 triệu đồng, 5 địa chỉ hỗ trợ học bổng, mỗi địa chỉ hỗ trợ 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện thường xuyên hỗ trợ trao quà cho 2 địa chỉ nhân đạo được 2 đơn vị bảo trợ. Với tinh thần chung sức vì người nghèo, người già neo đơn, tàn tật khó khăn, thời gian qua Hội chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh đã vận động, quyên góp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, địa chỉ nhân đạo, góp phần vào mục tiêu chung trong công tác an sinh xã hội, tạo thêm niềm tin, động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe tiền hôn nhân là khám tổng quát về vấn đề sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ, qua đó đảm bảo cho cuộc sống hôn nhân và kế hoạch làm cha mẹ trong tương lai. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, nhiều người trẻ vẫn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Hiện nay, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản và một số phòng khám chuyên khoa trên địa bàn tỉnh đã có hoạt động tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tuy nhiên, qua khảo sát, mỗi năm số lượng người đến khám tiền hôn nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, trung bình mỗi năm tiếp nhận khám hơn 500 cặp đôi ở độ tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, phần lớn trong số này là những cặp đôi đã lập gia đình và đến khám do có vấn đề về sức khỏe. Khi được hỏi về vấn đề khám tiền hôn nhân, nhiều người cảm thấy rất xa lạ và cho rằng đây là việc làm không cần thiết. Em cưới nhau được 4 tháng, em chưa có khám tiền hôn nhân. Không biết về chuyện khám tiền hôn nhân. Thì trước khi lấy chồng thì cũng nghe bạn bè là sẽ đi khám tiền hôn nhân. Nhưng mà hồi giờ thì em cũng chưa đi khám lần nào cả. Nên là bây giờ phải đi khám lần đầu tiên, nên là cái nhận thức về mình phải khám cái gì hoặc khám như nào thì cũng đang rất là mông lung và chưa biết là mình sẽ khám cái gì cả. Theo khuyến cáo của ngành y tế, khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc làm rất quan trọng, cần thiết để kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường về sức khỏe và rủi ro có thể gặp phải cho con cái trong tương lai. Ngoài ra, khám sức khỏe tiền hôn nhân còn giúp tầm soát toàn diện chức năng của các bộ phận trong cơ thể, qua đó có biện pháp ngăn ngừa, điều trị bệnh kịp thời, phù hợp. Thực tế cho thấy, có không ít cặp vợ chồng sau khi kết hôn đã gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản như hiếm muộn, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên hiện nay, giới trẻ vẫn chưa thấy tầm quan trọng của vấn đề này. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tâm lý của các bạn trẻ e ngại, ít chịu chia sẻ chuyện riêng tư. Về cái nguyên nhân để mà bạn trẻ chưa có đi khám này, đó là cái vấn đề lớn nhất, đó là nhận thức của các bạn còn rất là hạn chế, rất là e ngại và đặc biệt không muốn chia sẻ với người khác. Bên cạnh đó thì nhiều người cho rằng rất là tự tin bản thân mình khỏe rồi, không mắc bệnh gì hết nên không cần đi khám. Và một số trường hợp cũng khá là nhiều, đó là bản thân đã biết mình bị, ví dụ như biết những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục rồi, nếu bạn gái mình biết thì mình sẽ không được cưới chẳng hạn, hoặc là mình sẽ bị đánh giá, hoặc là mình đã bị viêm gan, hoặc là gia đình mình đã có những người ở trong dòng tộc mắc những cái bệnh dị tật bẩm sinh cho nên không muốn cho người khác biết. Và một cái mặt khác nữa đó là cái tuổi thanh niên này, cái tuổi để mà đi khám sức khỏe tiền hôn nhân đa số là trong cái lứa tuổi đi làm ăn xa và họ không có điều kiện về mặt kinh tế để có thể đi tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Hiện nay, mỗi năm tại Khánh Hòa có các lớp tập huấn, chương trình tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, khám tiền hôn nhân cho giới trẻ tại các trường học, khu công nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả chưa thực sự như mong đợi. Do đó, trong thời gian tới, ngành dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hoạt động thiết thực, phù hợp, hướng đến đối tượng tiền hôn nhân. Qua đó giúp cho nhiều bạn trẻ, các cặp vợ chồng sắp kết hôn được trang bị kiến thức cần thiết để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.